Chào mừng em quay trở lại với Beautiful Car trong chuyên mục xe cũ. Ngày hôm nay thì Việt Nhật Auto bên tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em một chiếc SUV 7 chỗ cỡ lớn Ford Explorer nhập Mỹ 2018. Đăng ký lần đầu 2018, xe đã lăn bánh hơn 3 vạn. Và hiện tại thì chiếc xe này bên tôi đang chào bán mức giá là 1 tỷ 915 triệu có thương lượng. Anh em nào muốn mua giá tốt cứ vui lòng xin liên hệ trực tiếp. Nếu anh em nào tham khảo về giá xe mới, giá xe cũ chênh lệch như thế nào thì có thể liên hệ với số hotline của bạn sale bên Ford xe mới mà tôi đã đính kèm trên video. Để nói về chiếc Explorer tại thị trường Việt Nam thì có lẽ đối thủ duy nhất của nó chỉ là Toyota Land Prado thôi. Ở đây anh em sẽ có hai trường phái lựa chọn mẫu xe rõ ràng. Đều là những chiếc xe SUV cỡ lớn 7 chỗ cho gia đình, những chiếc chuẩn SUV. Explorer thì có thế mạnh đấy là chuẩn SUV theo kiểu của người Mỹ, tức là cái gì cũng to, cái gì cũng khỏe và động cơ chạy rất sướng luôn. Phải nói là động cơ EcoBoost 2.3 trên Ford Explorer là điểm mà Prado có lẽ phải thua thiệt hơn. Tuy nhiên thì Toyota Land Prado nó lại có một cái chất riêng của nó. Nó rất bền, nó rất lì lợm, chạy nó không bốc, nhưng mà nó đã lên giải vòng tua tốc độ khoảng 60 trở lên thì nó lại cho thấy được cái sức mạnh đầm từ cái khối động cơ 2.7 lít trên Prado. Trên chiếc Explorer này thì có lẽ sẽ nổi trội hơn khá nhiều so với Prado. Và đây cũng không phải là riêng ý kiến cá nhân của tôi đâu, mà rất nhiều anh em trải nghiệm xe, các diễn đàn về xe cũng đã nói rồi. Một chiếc xe có kích thước, có thiết kế rất đẹp, hầm hố, những trang bị option thì gần như là full phè phè, không thiếu cái gì cả. Cảm biến quanh xe cam 180 phía trước, phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, ghế chỉnh điện, điều hòa tự động đa vùng, kết nối sai thế hệ thứ 3, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giữ làn đường, tất cả đều có trên mẫu xe Explorer đang đứng trước mặt anh em này. Một chiếc xe như thế này thì hiện tại bây giờ nếu mà anh em lăn bánh xe mới thì đâu đó nó rơi vào khoảng tầm 2,3 tỷ. Mà nếu anh em mua xe cũ 1 tỷ 9 mình sẽ tiết kiệm được khoảng 400 triệu cho hai đời xe thì cũng không phải là một con số gì đó nó nhỏ đâu. Dư nguyên một chiếc Kia Morning. Đây, mời anh em ngắm qua thiết kế tổng thể của mẫu xe Ford Explorer này. Rất hầm hố. Thời điểm đầu tiên nó ra mắt thì tôi nhìn tôi thấy lại thấy sơ sơ nó có cái gì đó nó rất giống như mẫu Range Rover. Đặc biệt là cái phần lưới tản nhiệt này nhìn sơ qua cái rất thích luôn. Phía trước này anh em sẽ có cái cam nhé, camera dành cho phía trước. Cái này thì Ford hơi tiết kiệm, nếu là một bộ cam 360 có cả hai bên gương thì ngon hơn. Tuy nhiên thì chiếc xe này chỉ dừng lại cam 180 thôi, có nghĩa là có phía trước và phía sau thôi. Đèn thì gần như là đèn LED hết rồi. Đấy, cảm biến này xung quanh 1, 2, 3. Vậy là ngay phía trước này anh em đã có tới 6 cảm biến cộng với lại một cái camera phía trước rồi. Yên tâm thoải mái. Khối động cơ 2.3 EcoBoost nó phát huy rất tốt. Máy xăng này 2.3 cõng một cái con xác nặng như thế này. Động cơ 2.3 nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều, nhưng mà nó lại khỏe hơn phải đến 20% so với những cái động cơ tương đối là gọi là đồng đều như nhau. 420 Nm là sức kéo tốt nhất của chiếc Ford Explorer này. Phải nói là tuyệt vời, một con số rất ấn tượng. Ở phần bên hông thì mình sẽ có một bộ la răng 20 inch anh em nhé. Gương này, chiếu hậu, chỉnh điện, cụp điện, có xi nhan trên gương, có cả cảnh báo điểm mù, vượt an toàn là anh em ok hết. Đấy, tay nắm cửa. Và chiếc xe này thì chủ xe đã trang bị thêm bậc điện rồi. Đấy, anh em chỉ cần mở cửa ra này thì bậc nó sẽ lòi ra như thế này để mình lên xuống cho nó thoải mái. Xe SUV mà không có cái này thì ví dụ như người già trẻ nhỏ lên là sẽ hơi khó khăn một chút. Đây, đúng là xe kiểu Mỹ, đóng các thứ rất sướng luôn. Cụm đèn phía sau nhé, thì cũng hoàn toàn là cụm đèn LED hết. Đấy, đuôi cá này, tất cả các thứ là không thiếu gì. Cam phía sau, đằng sau này mình cũng sẽ có 6 cảm biến như đằng trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quá nhiều. Cốp điện. Đây, toàn bộ nội thất thì bọc da đen hết. Và đặc biệt ấy là Ford Explorer, hàng ghế này gập điện theo hai kiểu, một anh em gập thẳng xuống, hai là tôi gập phẳng luôn. Đây nhá, tôi gập thử cho anh em xem. Đây, toàn bộ nút bấm điện ở bên này, rất thích. Bấm nhẹ phát là ăn ngay. Đấy, bấm thử nhá. Này, anh em nhìn. Đó, chuẩn bị đây.
Đấy, sau khi mà gập ngã hoàn toàn như thế này thì anh em ngồi đây để đồ, ngồi chơi tất cả các thứ rất là thoải mái. Ok không ạ? Bây giờ thì mời anh em chúng ta vào trong nội thất chất để trải nghiệm hàng ghế thứ hai cũng như lấy khoang cabin nó có những gì đặc biệt. Hàng ghế thứ hai trên Explorer sẽ là vị trí ngồi thoải mái nhất. Không chỉ Explorer, bất kỳ một cái xe 7 chỗ nào thì hàng ghế thứ hai ngồi khoái nhất, êm nhất. À, hiện tại ở vị trí này thì tôi đã cho ghế lái ngả hết cỡ này rồi, là lùi hết cỡ có thể rồi, thì tôi vẫn còn dư một khoảng ngồi như thế này. Đầu này, cửa gió này, tất cả nói chung là ổn, chả có gì để chê trách cả. À, ở đây tôi có hết đầy đủ cổng sạc cũng như là thậm chí cả cổng cắm 230V nhé. Anh em nào dùng điện bình thường, ok, đấy, điều hòa đa vùng, mình tự động mình chỉnh các thứ được. Thậm chí là có cả màn hình gối đầu nữa. Hay nhỉ. Đấy, chủ xe này hơi bị chịu chơi đấy. Rồi, mời anh em lên trên khoang cabin. To như này mà có cửa hít nữa thì xịn nữa nhỉ. Đấy, hai tôi đứng luôn này. 75 cân đứng cái này chả vấn đề gì. Đầu tiên này thì Ford ấy, cái triết lý thiết kế người ta là cái gì cũng phải to khỏe đúng chất kiểu Mỹ, thế nhưng mà cũng phải có cái độ tinh tế, bạc, gỗ, da. Đấy, xuất hiện rất đầy đủ. Nhớ ba vị trí ghế lái, nhớ vô lăng. Ngon đấy. Anh em thấy vô lăng không? À, vô lăng trên Explorer này là trợ lực điện, nó rất là nhẹ, cảm giác đánh lái rất sướng. Prado thì thủy lực nên là nó sẽ nặng hơn. Đây anh em nhìn trên này này, vô lăng nhá. Ví dụ cruise control rất nhiều này, rồi là anh em ra lệnh giọng nói size 3 tất cả thứ đầy đủ hết. Màn hình rất đẹp. Quá ngon luôn. Xe này là đã lăn bánh 31.000 km rồi anh em nhá. Đấy. Về tiện nghi này thì đây, trên đầu tôi là cửa sổ trời dành cho người lái trước, và sau đó thì sẽ là cửa sổ trời toàn cảnh phía sau dành cho ghế phụ. Đó. À, các option khác ấy có thể nhắc đến, ví dụ như là điều hòa tự động đa vùng này, hộp số 6 cấp này, chìa khóa thông minh này, 13 loa quanh xe này. Đấy, và có tùy chọn chế độ lái đây nhá. Đấy, tùy chọn chế độ lái này anh em có thể lựa chọn rất dễ bằng những cái phím xoay này thôi. À, đây là chạy đường bình thường này. Xoay sang là chạy đường núi này, à, chạy đường G đèo dốc này, chạy đường núi này và chạy đường băng tuyết trơn trượt. Với mỗi chế độ này thì hệ thống sẽ phân bổ lại cái lực kéo đến các bánh chủ động. Nói chung là ổn, xe Mỹ chạy vẫn sướng. À, có một cái tôi rất thích ở Ford Explorer, đó chính là cái hệ thống chống ồn chủ động. Đây, hệ thống chống ồn chủ động này có lẽ là điểm đặc biệt nhất của Ford để cho họ luôn có những cái cách âm tốt nhất trên cái dòng Explorer này. À, nói như thế nào nhỉ? Tiếng ồn từ bên ngoài này, nó sẽ có một cái tần số nhất định nó vọng vào trong phía khoang cabin, thì hệ thống này nó sẽ tiếp nhận và nó phát ra một cái sóng ngược chiều so với cái sóng âm ồn như vậy để nó triệt tiêu hoàn toàn. Điều này thì cực kỳ thích luôn. Cái này anh em phải lái và cảm nhận thực tế thì mình mới thấy được cái hệ thống chống ồn chủ động của nó tuyệt vời như nào. Rồi, 1 tỷ 915 triệu cho một chiếc xe 2018 nhập Mỹ 7 chỗ. Cam kết là không có lỗi liếc gì cả. Anh em kiểm tra bất kỳ chỗ nào anh em thích nhá, lỗi phát, tặng xe luôn. À, nếu anh em có bất kỳ nhu cầu gì mua bán trao đổi thì xin vui lòng comment xuống phía dưới, chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức cho dành cho anh em. Và cũng đừng quên like, subscribe, bấm nút chuông để theo dõi những video, những chiếc xe mới nhất sắp về cửa hàng. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.